xin chào quý vị, mình là Khánh Hoàng đến từ xe máy Giáp Bình Dương. Nếu như chúng ta có thể miêu tả Honda Vario 160 qua những tính từ thì chúng ta sẽ có những tính từ nào? Mạnh mẽ, nổi bật và cá tính, đó là những từ miêu tả rất là chi tiết, vẻ đẹp của mẫu xe này. Honda Vario 160 là một chiếc xe mang cái phong cách thiết kế thể thao năng động dành cho những anh em trẻ tuổi ha, mong muốn cái sự phá cách. Với toàn bộ những cái điểm nhấn trên thiết kế sẽ nằm ở phần đầu đèn. Đó, toàn bộ những chi tiết này sẽ là đèn LED ha. Là chiếc xe duy nhất trong phân khúc được trang bị phanh ABS và hai đĩa ở trước và sau. Đó, kèm theo cái khối động cơ 160 phân khối SB cộng vô cùng mạnh mẽ. Hiện tại thì khi khách hàng mua xe Vario 160 là sẽ được hưởng chọn 7 đặc quyền chính hãng. Bao gồm thứ nhất là trải nghiệm xe hoàn toàn miễn phí. Thứ hai là chất lượng của chiếc xe này là chất lượng toàn cầu. Thứ ba là đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản. Thứ tư là có rất là nhiều chương trình khuyến mãi đến từ Head và từ Honda Việt Nam. Thứ năm là ứng dụng My Honda Cộng giúp chúng ta tối ưu hóa cái khả năng sử dụng xe ha, theo dõi kiểm tra định kỳ của xe. Thứ sáu là chúng ta được bảo hành 3 năm 30.000 cây toàn quốc. Và thứ bảy là phụ tùng chính hãng luôn luôn có sẵn để thay thế. Và đặc biệt, trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 2 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023, khi khách hàng mua chiếc xe Vario 160 sẽ được tham gia trả góp 0%. Thủ tục thì chỉ cần căn cước công dân ha, và chỉ trả từ 250.000 đồng một tháng. Nào, nhanh tay lên, hãy cùng chúng ta đến với Head Giáp Bình Dương để sở hữu ngay mẫu xe Honda Vario các bạn nhé.